Chào cả nhà, mình đã trở lại ở đây. Hôm nay rất là vui vẻ và tươi tắn để giới thiệu cho mọi người em sản phẩm. Chào cả nhà, mình đã trở lại ở đây. Hôm nay rất là vui vẻ và tươi tắn để giới thiệu cho mọi người em sản phẩm tuyệt vời này. Chuyện là trước đây á, công việc của mình quá nhiều nè, sức khỏe lại xuống dốc, không có tinh thần làm việc gì hết, da dẻ cũng xấu đi và mụn ẩn nữa. Mình đã tìm nhiều thực phẩm để bảo vệ sức khỏe nhưng mà chưa ưng ý. Cho đến khi tìm được em này nha, đây là bột cần tây hồng sâm hơ slim đã giúp cho mình nó cải thiện làn da nè, và cả vóc dáng và cả tinh thần nữa. Làm việc gì cũng cảm thấy rất là năng động, tập gym cũng khỏe khoắn hơn. Trước đây á, mình có nghe nhiều về cái việc là uống cần tây để mà giảm cân, giữ dáng và đẹp da. Mình có thử rồi nhưng mà không có hợp. Thứ nhất á, tại vì cái vị cần tây nó rất là hăng, khi mà làm á, nó khó uống, nó nha mùi nó rất là khó chịu. Còn thứ hai á, là phải chuẩn bị rất là nhiều thứ để làm một cái nước ép cần tây tươi. Nhưng mà cái bột cần tây hơi slim hồng sâm này cực kỳ tuyệt vời và rất pha, rất là dễ uống nha. Sự kết hợp hoàn hảo giữa hồng sâm và bột cần tây. Bột cần tây á, nhà sẽ giúp detox nè, đẹp da, giữ dáng, lại điều hòa cái lượng cholesterol trong cơ thể nữa. Và còn hồng sâm á, thì lúc nào cũng giúp cho làn da của chị em nè mịn màng, hồng hào và tươi trẻ. Một ngày á, My thường uống 2 lần. Lần đầu tiên á, là vào buổi sáng nè, trước khi ăn sáng 30 phút My sẽ uống sau khi mà mình thức dậy á, để cho mình có tinh thần thoải mái làm việc. Còn thứ hai là bây giờ nè, trước khi tập gym My sẽ uống để cho tinh thần mình nó năng động hơn và cảm thấy khỏe khoắn tỉnh táo hơn. Mình sẽ pha để uống cũng như là hướng dẫn cho mọi người nha. Mình sẽ xé bột cần tây và cho vào cái một lượng nước vừa đủ. Đây là bột cần tây màu xanh nè, rất là thơm nha, không có bị hăng như là cần tây tươi đâu. Đây mọi người có thấy không, sẽ pha vô một cái ly một cái lượng nước vừa đủ như thế này. Cực kỳ thơm ngon và dễ uống luôn, còn tiện lợi nữa. Chúng ta có thể mang đi làm hay là ra ngoài cũng rất là dễ luôn. Đối với những bạn nào bị thừa cân mỡ trong máu thì nên sử dụng bột cần tây hồng sâm hơ slim mỗi ngày luôn nha. Tại vì cần tây là dược liệu vàng trong làn giảm cân mà, vừa giúp chúng ta đẹp da nè, vừa giữ dáng nữa. Và bột cần tây hồng sâm hơ slim đã giúp My rất là nhiều. Hy vọng là sau cái clip My chia sẻ thì mọi người sẽ có thêm một cái thực phẩm tốt để bảo vệ sức khỏe, vừa đẹp cho làn da của mình và giữ vóc dáng nữa nha. Xin chào.